Vâng, xin chào anh em đã quay lại kênh tin tức 24 giờ bên ta, tin tức ngày 21 tháng 3 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Vợ kém 12 tuổi, trẻ trung xinh đẹp của nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Bà xã Minh Nguyệt của Táo Xã Hội Tự Long cũng là một giảng viên khoa sân khấu điện ảnh của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và sau 6 năm kết hôn, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Minh Nguyệt có với nhau hai bé gái. Trong gia đình, Minh Nguyệt là người vợ đảm đang. Cô không chỉ chăm lo tốt cho các thành viên mà rất chú trọng đến việc vấn đề sức khỏe. Bà xã Tự Long thường tìm tới các món ăn có lợi sức khỏe để chế biến cho gia đình nhỏ của mình thưởng thức. Và dù bận rộn với công việc, tuy nhiên chưa bao giờ Tự Long phải phàn nàn về cô chuyện làm việc nhà. Và thậm chí Tự Long còn tự hào về vợ của mình, một người có tâm lý. Nam nghệ sĩ tiết lộ năm nào sinh nhật anh, bà xã cũng tự tay chuẩn bị bánh kem, quà và bày những món ăn nho nhỏ cho gia đình của mình. Là giảng viên lại làm trong quân đội nên vợ Tự Long khá là kín tiếng. Trên trang cá nhân thỉnh thoảng có những bộ ảnh đẹp từ những chuyến đi cô mới khoe với mọi người. Và sau khi kết hôn, khi nói về cuộc sống với chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, Minh Nguyệt tâm sự: làm vợ anh Tự Long, tôi phải làm quen với nhiều thói quen mới của chồng cũng như là những đặc thù công việc và hào quang của mỗi người nổi tiếng mang lại. Tôi cũng thích nghi dần và tìm thấy những niềm vui trong đó. Anh Tự Long cũng thay đổi nhiều để phù hợp, cũng như chia sẻ với tôi nhiều hơn nên tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu và không có phiền muộn gì về sự nổi tiếng của chồng mình. Và dù lấy chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, đắc xô nhất nhì làng hài miền Bắc, nhưng vợ chồng Tự Long lại sống rất là giản dị và bình dị. Khác với nhiều cô vợ thích hàng hiệu, check-in ở những nơi sang chảnh thì vợ Tự Long lại có niềm vui đơn giản. Gia đình tôi thường có những niềm vui bên nhau rất là đơn giản, như cùng đi chợ, đi mua sắm hoặc là rồi những buổi sinh nhật kỷ niệm tại nhà. Chúng tôi không thường lựa chọn sự xa hoa hay cầu kỳ. Với tôi, các thành viên trong gia đình ở bên nhau là điều tuyệt vời nhất, chị Minh Nguyệt tâm sự với nhà báo. Bản thân Minh Nguyệt luôn tâm niệm: tôi luôn cố gắng dành hết thời gian cho gia đình và sắp xếp công việc một cách khoa học hợp lý nhất. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và thú vị, nhưng ít ra trong thời điểm này tôi tự tin mình đã đem đến những gì tốt nhất cho chồng con và gia đình nhỏ của tôi. Và đó là thông tin ngày 21 tháng 3 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích với anh em thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt.